Lan Mập, ủa? Sao dạo này không thấy đi tập? Tôi bị thoái hóa khớp, đau vai đau cổ, có tập tành gì được đâu. Ủa, ông cũng bị đau khớp kìa mà. Trời ơi, già rồi, đau lưng mỏi gối thường xuyên ấy mà. Nhưng giờ đỡ rồi, nhờ uống viên khớp tâm bình ý. Bà thử xem, tôi dùng liền 2 tháng đấy. Viên khớp tâm bình giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, tăng tiết hoạt dịch ổ khớp. Tôi đỡ nhiều rồi ông à. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay tâm bình.